Tạ Na, Trường Kiệt, từ lần gặp gỡ bất thường đến chuyện tình lay động lòng người. Tạ Na sinh ngày 6 tháng 5 năm 1981, biệt danh là Nana. Cô là một ca sĩ, diễn viên, MC nổi tiếng của Trung Quốc. Đặc biệt ai đã từng xem chương trình Happy Camp của Đài Hồ Nam thì không thể không biết cô. Thông minh, xinh đẹp, tài giỏi và giàu có là thế. Tuy nhiên cô không bao giờ kiêu căng tự phụ mà luôn hoạt bát, vui vẻ và tử tế với mọi người. Bất cứ ai cần sự giúp đỡ, cô ấy đều không ngần ngại đưa cánh tay của mình ra. Nana vào showbiz và nỗ lực đi lên từ con số 0, nên đối với đồng nghiệp gặp khó khăn cô luôn giúp đỡ hết mình. Từ lần gặp gỡ có chút bất thường. Trước khi bén duyên với Trường Kiệt, Tạ Na có tình yêu lẫm liệt với nam tài tử Lưu Diệp. Thuở đó tình yêu của họ nổi tiếng đến mức ai cũng thuộc nằm lòng tuyên bố ngôn tình của anh. Chỉ cần Tạ Na nói rằng năm nay muốn kết hôn, ngay ngày mai tôi sẽ cùng cô ấy đăng ký kết hôn. Nhưng rồi họ chia tay không lý do, Lưu Diệp kết hôn, Tạ Na thức trắng đêm rớt nước mắt, người mặc áo cưới không phải cô. Ở thời khắc đó, Tạ Na sụp đổ, tuy nhiên nó trở thành cột mốc mở ra ngã rẽ lớn trong cuộc đời, để sau này cô viết nên chuyện tình yêu đẹp với Trường Kiệt. Cả hai gặp nhau lần đầu tiên ở KTV, karaoke, vừa thấy mặt anh cô đã chào hỏi bằng cái ôm nồng nàn. Dù vậy, ngược với cảm xúc của cô, anh có phần hơi giật mình. Mãi sau này khi nhớ về cái ôm đó, Trương Kiệt bối rối chia sẻ với nam MC kiêm đàn anh Tốt Hà Cảnh rằng con gái mới gặp lần đầu tiên đã ôm người khác, nước ngoài thì ổn nhưng người Trung Quốc thì. Câu nói đó vẫn còn bỏ ngỏ nhưng Hà Cảnh thẳng thắn hiểu rằng Tạ Na, người em thân thiết của anh có chút không bình thường. Về phía Tạ Na, cô cũng khá ngượng ngùng vì sự nhiệt tình của mình. Nữ MC cho biết cô bị lay động bởi giọng hát của Trương Kiệt trước khi bước vào KTV. Trước đó, phía công ty cùng người đại diện của anh gọi điện mời cô làm MC cho lần ra mắt album mới. Tuy nhiên, cô cho biết mình không có thời gian và lúc bấy giờ cũng không muốn làm chủ trì cho buổi họp báo âm nhạc. Và mọi quyết định nhanh chóng thay đổi kể từ khi nghe giọng hát ấy. Kể từ lúc cô biết được nhiều hơn những khó khăn của anh, kể từ lúc cô đồng cảm với những gì anh từng trải qua. Ở anh, cái cô cảm nhận được là một người luôn nỗ lực thực hiện ước mơ, một người đam mê tất cả những điều mình làm. Từ hai người không quen biết, cô quyết định đồng hành cùng anh. Kết luận cho mối lương duyên này, Hà Cảnh nhận định giữa hai người có nhiều điểm tương đồng và điều này là một trong những cầu nối liên kết hai cái tên Trường Kiệt, Tạ Na với nhau. Ngày 26 tháng 9 năm 2017 chính là dịp kỷ niệm 6 năm ngày cưới của Trường Kiệt, Tạ Na. Nhiều người đã vỡ òa xúc động khi trong chính ngày này, Tiểu Thiên Vương làng nhạc Hoa ngữ tuyên bố bà xã mang thai. Họ yêu nhau 10 năm, trong đó có 6 năm vợ chồng. Trải qua chặng đường dài cuối cùng, cả hai cũng đã gặt trái ngọt đầu tiên. Không ít bạn bè gửi lời chúc mừng đến cặp đôi, các fan đã ra sức chúc mừng sự viên mãn của Trường Kiệt. Ở tuổi 35, anh thành công với hàng loạt chuyến lưu diễn của mình trên đỉnh cao danh vọng, thành viên thứ 3 xuất hiện như đong đầy niềm vui. Tất cả là nhờ sự cố gắng vun đắp cũng như xây dựng gia đình của cả hai, đó là cả chặng đường dài suốt hơn một thập kỷ. Tình yêu giản dị mang tên Tạ Na, Trường Kiệt. Có thể nói giữa chốn showbiz đầy dễ cám dỗ, người ta thường đến với nhau vì giá trị vật chất, vì những thứ lợi ích và địa vị cần có của cuộc đời. Ở hàng trăm con người, sự kết nối của họ có thể dừng lại ở mức xã giao, hay có chăng là trao đổi lẫn đánh đổi. Thật hiếm những chuyện tình một nắng hai sương chẳng mang danh tiếng hay giá trị tồn tại xung quanh. Thế nên duyên phận giữa Tạ Na, Trường Kiệt là điều khiến người ta cảm thấy ấm áp, không khoa trương, không ầm ĩ, đơn giản nhẹ nhàng nhưng lại là cảm xúc thấm dần vào tim fan, đến nỗi ai trong đời cũng mong gặp được thứ duyên phận như vậy. Cả hai chính thức công khai tình cảm tại lễ trao giải Baidu, khiến đông đảo mọi người bất ngờ, xúc động. Trường Kiệt cho biết, che giấu tình cảm là việc khiến bản thân không thoải mái, hơn nữa trước đây anh chẳng phải khéo miệng nên đối với mỗi việc anh đều chọn cách nói thật. Đây là cặp đôi mà khi họ đến với nhau, fan của mỗi người đều ủng hộ, bởi ngay từ lúc bắt đầu những gì anh nói đều là sự cố gắng không ngừng của bản thân để chăm sóc tốt cho Tạ Na, để cô không phải chịu áp lực quá lớn. Trong Happy Camp đại bản doanh vui vẻ, khán giả chứng kiến nhiều cung bậc cảm xúc của cặp đôi, từ những rung động đầu đời đến những hạnh phúc trong cuộc sống hay những chuyện nhỏ nhặt có nước mắt, nụ cười hàng ngày. Cả hai luôn trải lòng cùng Hà Cảnh, Ngô Hân, Lý Duy Gia hay các khán giả xem đài. Cả Trung Quốc đều rõ mồn một khoảnh khắc Tạ Na say sưa nghe Trường Kiệt cất giọng hát. Ở mỗi concert của anh, cô đều đến hiện trường theo dõi. Trong mắt người khác, Tạ Na xinh đẹp, thông minh, đa tài, đa nghệ, lại thích nói tiếng Anh. Nhưng trong mắt anh, cô là cô gái nhỏ cần được chăm sóc bảo vệ, là người quan trọng cần hết lòng yêu thương. Tạ Na kể trên sóng truyền hình, Trường Kiệt chính là bạch mã hoàng tử trong đời cô. Anh là người khiến cô hiểu được làm sao yêu bản thân và làm sao yêu người khác. Anh là kiểu người khi thấy cô ngủ trên xe, vẫn kiên nhẫn ngồi chờ đến khi cô thức giấc mới vui vẻ tiễn cô vào nhà. Anh là kiểu người khi thấy cô mắc mưa, chạy vội lên xe liền sốt ruột cởi áo ngoài lau nhanh cho cô. Cứ thế những chuyện nhỏ nhặt như vậy len lỏi vào tim fan, như những tầng sóng âm lặng lẽ rót vào màng nhĩ, để rồi Tạ Na, Trường Kiệt trở thành một kiểu tình yêu đơn giản nhưng bất diệt. Khó khăn làm ta trân trọng nhau hơn.
Tình yêu mà không có gian lao trắc trở vốn dĩ không phải tình yêu. Tình yêu của Tạ Na Trương Kiệt cũng vậy. Cả hai từng trải qua quãng thời gian khó khăn, dẫn đến quyết định chia tay. Tạ Na khóc với Hà Cảnh về khoảng thời gian như bị mắc kẹt của cô. Con người vui vẻ và ấm áp của cô không thể giúp nhiều hơn cho sự bất ổn của Trương Kiệt. Trương Kiệt cũng cảm thấy anh chưa chăm sóc tốt cho cô. Anh chịu không nổi việc phải rời xa người con gái này. Cuối cùng Hà Cảnh hỏi cả hai một câu, rằng họ có còn yêu đối phương hay không. Tạ Na tâm sự bản thân vẫn còn yêu đối phương rất nhiều. Còn ở Trương Kiệt, anh khẳng định mình yêu Tạ Na đến chết. Sau đó, khó khăn đi qua, Trương Kiệt tự nhắn nhủ trong lòng, cần cho cô nhiều ấm áp hơn, cần cho cô một mái nhà mà nơi đó. Có người đàn ông yêu thương cô đang chờ đợi cô về, chứ không phải chiếc giường trống lạnh lẽo. Tạ Na từng nói rằng, lúc trước cô không cảm giác an toàn khi ở bên Trương Kiệt, bởi vì anh vừa tài giỏi lại còn rất đẹp trai. Nhưng hiện tại, cô lại có cảm giác an toàn vì anh vừa tài, vừa giỏi, rất đẹp trai và luôn yêu thương cô. Anh cũng từng chia sẻ, trước khi lấy nhau tôi yêu cô ấy, sau khi lấy nhau tôi càng yêu cô ấy. Điều này khiến khán giả tin vào cảm giác an toàn của Tạ Na. Họ cũng tự tạo cảm giác an toàn về tượng đài tình yêu của chính mình. Chính vì tình yêu giữa họ bình dị như thế, nên nó trở thành điều tuyệt diệu trong cuộc sống đầy bộn bề. Tính toán lẫn phiền muộn này, ngày Trương Kiệt công bố Tạ Na mang thai, điều tuyệt diệu ấy như nhân thêm gấp bội lần. Tình yêu độc nhất vô nhị. Còn nhớ ngày 24 tháng 4, một cư dân mạng vô tình phát hiện sự bất thường trong cách hành động của Tạ Na khi cô xóa hết ảnh Trương Kiệt trên mạng cá nhân. Thậm chí bài viết đầy tình cảm trong lễ tình nhân trước đó cũng không còn tung tích. Tất cả làm dấy lên hàng loạt hoang mang lẫn lo lắng về lúc đặt dấu chấm hết cho chuyện tình đẹp nhất showbiz Hoa ngữ. May mắn thay, giữa muôn vàn lời đồn đại, cả hai vẫn là bình bình yên yên. Mọi hành động bất thường thực chất xuất phát từ việc hứng chịu quá nhiều bình luận tiêu cực lẫn công kích của một bộ phận cư dân mạng. Tạ Na đã không thể kiềm chế mà xóa hết tất cả các ảnh của hai vợ chồng, để từ đó về sau hạn chế những lời nói ác ý. Sự việc đã trải qua được 5 tháng, nhưng người ta vẫn còn nhớ như in cảm giác sụp đổ trong lòng, cảm giác về tượng đài tình yêu bất diệt mà mình xem trọng bấy lâu nay thiếu chút nữa tan rã. Thật khó tưởng tượng nếu họ không còn là của nhau, thật khó chấp nhận nếu họ đôi ngã đôi đường. Bởi lẽ, sức lan tỏa của họ đã chạm sâu trong tim mỗi người. Một người tên Trương Kiệt, một người tên Tạ Na, tình yêu của họ độc nhất vô nhị trên đời này.